Ghi nhận của phóng viên Dân Việt quanh khu vực các bệnh viện lớn như Bệnh viện Chợ Giấy, đường Nguyễn Chí Thanh, Thuận Kiều, Bệnh viện Đại học Y Dược, đường Đặng Thái Thân, Bệnh viện An Bình, đường Trần Phú, đường An Bình, các bãi trông giữ xe tự phát mọc lên, chiếm toàn bộ khu vực vỉa hè. Người đi bộ muốn di chuyển phải đi xuống lòng đường. Tại cổng của các bệnh viện này thường xuyên xảy ra hiện tượng kẹt xe, ùn tắc giao thông do nhiều xe máy di chuyển lên xuống lề đường. Không những thế, các bãi giữ xe này còn cho dựng các hàng rào thép kiên cố để phục vụ giữ xe. Giá giữ xe ở đây trung bình từ 10.000 đồng trên một chiếc xe gắn máy. Thời điểm Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh ra văn bản, nhiều đơn vị trông giữ xe quanh các bệnh viện đã cưa tháo dỡ các hàng rào thép. Tuy nhiên, chiều ngày 27 tháng 5, theo ghi nhận của phóng viên tại Bệnh viện Chợ Giấy, nhiều hàng rào có vết cắt và đã được hàn lại rất mới. Nhân viên giữ xe ở đây tỏ ra khó chịu và dè chừng mỗi khi thấy sự xuất hiện của camera phóng viên. Được biết, các đơn vị tổ chức trông giữ xe quanh khu vực bệnh viện không thuộc quản lý của bệnh viện. Theo Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, việc cấp phép cho các tổ chức trông giữ xe trên vỉa hè chỉ được thực hiện trên các tuyến đường thuộc danh mục được Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành tại quyết định số 699, đảm bảo dành tối thiểu 1,5m phần vỉa hè còn lại thông thoáng cho người đi bộ, người khuyết tật lưu thông. Sở Giao thông Vận tải cũng đề nghị chính quyền xử lý nghiêm các tổ chức tự ý chiếm dụng vỉa hè để tổ chức trông giữ xe trái phép.